Mặc dù thị trường tràn ngập những dòng TV 65 inch, 75 inch và 85 inch rồi, nhưng nhu cầu mua TV 49 inch và 50 inch vẫn rất là nhiều. Tiếp tục một clip để phục vụ các bác. Đấy, ngày hôm nay em sẽ cập nhật giá TV 50 inch của Sony, sau đó so sánh với các cái dòng TV 55 inch để các bác cùng xem là mua 50 inch hay 55 inch hợp lý hơn cho gia đình. Đấy, mời mọi người. À, 2021 và 2022 là cái dấu mốc, cái thời điểm nó trên thị trường mà rất là nhiều người dùng lựa chọn những dòng TV có kích cỡ màn hình lớn 75 inch và cả 85 inch nữa. Những chiếc TV như 55 inch, 65 inch thì giờ trở thành phổ biến rồi. Tuy nhiên thì do là cái không gian của gia đình hoặc là nhiều bác tại nhà có những cái hệ khung tủ để TV, cả đài TV đó rất là nhỏ, và các bác vẫn đang có nhu cầu tìm kiếm những chiếc TV có kích cỡ màn hình 49 và 50 inch. Đối với 49 và 50 inch thì kích cỡ chiều ngang của màn hình nó khoảng tầm 1m1 các bác nhé, và cái khoảng cách để các bác có thể ngồi xem nó phù hợp sẽ từ 2m trở lên. Tuy nhiên thì xu thế TV càng ngày càng lớn, các bác phải hình dung là TV càng to thì các bác xem càng đã, với các công nghệ nó chống mỏi mắt rồi cũng cảm biến ánh sáng, cảm biến độ tương phản nên nó sẽ không ảnh hưởng quá nhiều tới người dùng, tới người xem. Ngày hôm nay thì em sẽ cập nhật giá của TV Sony kích cỡ màn hình 50 inch để phục vụ các bác. Sau đó thì đan xen vào đó là những chiếc TV 55 inch đang có giá giảm rất là sâu để mọi người cùng xem mua 50 hay là mua 55. Nói về những dòng TV của Sony trong năm 2022 thì các bác sẽ để ý từ những chiếc TV chỉ đơn thuần là TV Internet thôi, nó không phải là thế hệ TV thông minh, chưa có tìm kiếm giọng nói hay là các cái công nghệ như giọng nói rảnh tay, tắt bật TV bằng câu lệnh hay là gì, hay là thiết kế nó tinh tế, tràn viền, hoặc là hệ thống các ứng dụng có thể tải tới hàng ngàn các ứng dụng. Đấy, chiếc TV đầu tiên em quay để các bác xem thì đơn thuần là một chiếc TV có kết nối Wi-Fi, có thể là bắt mạng không dây đấy ạ. Con này thì có giá rẻ nhất của Sony trong năm 2022. Mã hàng đầu tiên thì có cái ký hiệu là 50W660G, có giá bán sau khi trừ hết quà là khoảng 10.200.000. 10.200.000 thì đây là thế hệ TV được gọi là TV Internet, bởi vì nó chạy hệ hoành wireless, có khoảng 14 ứng dụng cơ bản để mọi người có thể sử dụng, có thể tải xuống ngay mà khi mọi người kết nối mạng. Cái ứng dụng này bao gồm các ứng dụng được bố trí ở hàng trên cùng ở tại tab danh mục ứng dụng. Tại đây thì mọi người có thể xem được các chương trình truyền hình, xem phim, xem thể thao, truy cập vào trình duyệt web để đọc báo, để nghe nhạc hoặc là xem bóng đá trực tuyến. Con này thì là cái thế hệ TV đại diện cho những dòng TV cũ. Tại sao Sony họ vẫn sản xuất những thế hệ TV mà chỉ đơn thuần có vài cái ứng dụng cơ bản như vậy, chưa có tìm kiếm giọng nói như vậy? Bởi vì là cái nhu cầu mua sắm cho người cao tuổi và mua cho ông bà bố mẹ ở nhà dùng ấy, thì không cần nhất thiết phải có quá nhiều tiện ích. Đơn thuần là một chiếc TV của Sony này có đầy đủ các ứng dụng xem truyền hình, xem thể thao, xem YouTube. Đấy, và là một chiếc TV có thêm các công nghệ nó tăng độ bền cho màn hình của TV, như có các công nghệ chống bụi, chống ẩm này, chống sấm sét và chống cả sốc điện nữa. 50W660G chiều ngang khoảng 1m1, có đầy đủ các công nghệ từ độ phân giải, đạt độ phân giải Full HD, các cổng kết nối được bố trí ở bên sườn, có HDMI, USB và có cả cổng tai nghe 3.5 nữa. Mọi người có thể cắm anten để dò được các kênh truyền hình của VTV, lại dò được khoảng vài chục kênh, xem đủ các kênh của VTV luôn. Nên là giá nó rất là rẻ, 10.200.000 cho một chiếc TV 50 inch của Sony. Còn đối với những chiếc TV có kích cỡ màn hình lớn hơn thì 55 inch thì nó sẽ không có cái dòng W660G. Nó chỉ sản xuất đối với cái dòng TV Internet TV, không phải là Smart nhé, thì nó chỉ có 50 inch thôi. Chiếc TV tiếp theo cao cấp hơn 50W660G đó là một chiếc TV chạy hệ hoành Android, sản phẩm mới cũng trong năm 2022, thế hệ Google TV. Con này thì các bạn nhìn cái giao diện nó sẽ khác biệt hoàn toàn so với cả W660G. Giá thành nó đắt hơn khoảng tầm hơn 1 triệu. Con này xấp xỉ 12 triệu, 11.970.000 là giá cuối. Chiếc này thì sẽ có độ phân giải cao hơn so với cả độ phân giải của 50W660G, độ phân giải 4K,
tức là độ phân giải, cái tỷ lệ để mảnh khung hình thì nó sẽ cao gấp 4 lần so với cả cái con TV với giá 10.200 đó. 11.970 thì mã hàng này có điều khiển tìm kiếm giọng nói chuẩn tiếng Việt rồi. Truy cập vào YouTube, sử dụng điều khiển tương tác với TV qua trợ ảo thì cũng có thể tìm kiếm được các nội dung. Đấy, bình thường mọi người tìm các bài hát ấy, thì mọi người sẽ phải tìm các mã số. Hiện tại thì mọi người chỉ đọc tên của bài hát, của tiêu đề bài hát. Đấy, các cái bài hát, các đoạn phim, các đoạn tin tức là ngay lập tức TV nó có thể tìm ra được. Đấy, cũng có cái công nghệ tăng độ bền của TV, bộ tứ bảo vệ, chống điện, chống sốc, chống ẩm, chống bụi bẩn. Và hơn là Google TV có Bluetooth. Đấy, các bác có thể tải thêm được các ứng dụng khác từ kho ứng dụng của Google. Tuy nhiên thì trước này thì chưa có thiết kế tràn viền như chiếc TV tiếp theo mà em quay để phục vụ mọi người. Mã hàng tiếp theo em quay để phục vụ mọi người thì sẽ có cái hệ điều hành giống như cái con X75 mà em vừa quay với giá 11.970. Mã hàng này thì có thiết kế đẹp hơn, tràn viền ba cạnh. Đấy, tràn viền ba cạnh nhưng giá thành nó sẽ đắt hơn rất là nhiều. Con này thì đang bán với giá trừ hết quà khoảng 14.710.000. Vậy thì so với cả con 11.970 kia thì cái mã hàng 50X80 này nó sẽ có hơn những cái gì? Ngoài thiết kế tràn viền ra thì mã hàng này còn có thêm một cái công nghệ gọi là công nghệ chấm lượng tử, còn đặt tên, được Sony đặt tên là Chilomilus, giống như QLED của Samsung ấy ạ. Thì 50X80K với giá là 14.710.000, có độ tương phản, có màu sắc, có độ sâu của màu đen, hiển thị hình ảnh nó đẹp hơn so với cả cái thằng X75K và hơn so với cả W660G với giá 10.2, so với cả X75K với giá là 11.970 thì thằng này là xuất xứ Malaysia, còn thằng X75 và W660G nó chỉ là xuất xứ Việt Nam thôi. Tuy nhiên thì đối với phiên bản từ X80, X85 trở lên thì theo quan điểm của em thì các bác nên lựa chọn TV kích cỡ màn hình 55 inch. Đấy, em sẽ cập nhật giá tiếp theo sau 50X80 với giá 14.710.000, đó là 50X85K. Số càng to lên thì sẽ càng nhiều tiện ích, nhưng 80K và 85K thì chỉ khác biệt một chút là với các bác nào mà muốn kết hợp TV làm màn hình giải trí chơi game ấy thì con X85K sẽ có hỗ trợ tần số quét 120Hz. Giá bán sau khi trừ hết quà thì con này về còn khoảng là 17.300. 17.300 đắt hơn khoảng tầm 3 triệu so với cả X80. Tuy nhiên thì thời điểm này lựa chọn 50X80, 50X85 thì sẽ không phù hợp bằng cách là các bác lựa chọn 55 inch. 50 inch đang bán với giá là 14.710.000, nhưng cái thằng 55 inch thì đang bán với giá có 14.650 thôi. Nó rẻ hơn, kích cỡ màn hình lớn hơn, tất cả các tính năng được tích hợp đầy đủ. Một chiếc TV có công nghệ chấm lượng tử, thiết kế tràn viền xuất xứ Malaysia, tìm kiếm giọng nói rảnh tay không cần cầm điều khiển. Các bác có thể tải tới hàng ngàn các ứng dụng khác nhau trong kho ứng dụng của Google. Với kích cỡ màn hình 55 inch thì chiều dài của màn hình nó khoảng tầm 1m25cm, 1m2, 1m25 các bác nhé. Thì giá thành nó tốt hơn, màn hình lớn hơn, cả cái khoảng cách của các bác từ 2m. Đấy. Cái điểm ngồi cho tới điểm đặt TV khoảng 2m thì các bác đã lựa chọn được TV 55 inch rồi. Còn đối với TV 55 inch thì nó sẽ nhỏ theo thời gian. Bởi vì xu thế lựa chọn TV ấy, các bác lên, theo quan điểm của em thì lên nâng cấp từ 4950 lên hẳn 55 inch. Còn không gian rộng, không gian lớn, khoảng cách ngồi xa thì các bác sẽ cân nhắc vào tài chính để lựa chọn 65, 75 hay là 85 inch. Đối với 55X85K thì giá cũng đang vô cùng tốt, đang bán với giá 16.230.000 thôi. Nó còn rẻ hơn cả 50 inch thôi, 50 là 17.3. Còn đối với 55 inch, 55X85K với hỗ trợ tần số quét 120Hz đang bán với giá 16.230.000. Đấy, kích cỡ màn hình 55 inch, chiều dài của màn hình khoảng 1m25 và công nghệ từ hệ điều hành, giao diện Google TV, điều khiển tìm kiếm giọng nói rảnh tay, Bluetooth hay là trình chiếu nội dung từ điện thoại thông minh lên TV thì nó sẽ vượt trội hoàn toàn. Nên là đối với những cái phân khúc TV từ 50 inch ấy, thì theo quan điểm của em tại thời hiện tại thì các bác nên lựa chọn 55 inch, thay vì cứ đi xem những dòng 50, giá nó vừa cao hơn mà màn hình nó nhỏ hơn, nó sẽ không phù hợp các bác nhé. Đấy, thì các bác cần hỗ trợ tư vấn thì điện trực tiếp về hotline 0974 178556 hoặc truy cập website ecomart.vn để hỗ trợ thêm. Cảm ơn mọi người.